Xin chào anh chị và các bạn. Với khát vọng nâng cao nhận thức và năng lực tài chính của người Việt Nam, AssetFin xây dựng kênh YouTube Tự do Tài chính là nơi để chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm mà chúng tôi rút ra từ câu chuyện của các khách hàng tại AssetFin và những câu chuyện thực tế mà chúng tôi sưu tầm. Chuỗi nội dung mà chúng tôi chia sẻ sẽ xoay quanh 5 vấn đề trong quản lý tài chính cá nhân, kèm theo đó là thông điệp chúng tôi muốn truyền tải trong mỗi lĩnh vực, đó là kiếm tiền hạnh phúc, tiết kiệm kỷ luật, chi tiêu thông thái, bảo vệ thông minh và đầu tư hiệu quả. Dành cho những vị phụ huynh muốn dạy con về quản lý tài chính, chúng tôi có dành tặng ebook Cùng con tự do tài chính miễn phí dưới phần mô tả. Còn sau đây, mời anh chị và các bạn, chúng ta cùng đi vào nội dung của bài ngày hôm nay. Nền kinh tế Trung Quốc đã trải qua 20 năm phát triển thần kỳ, đi cùng với đó là một thế hệ doanh nhân giàu có và thành đạt, được gọi là phú nhất đại. Họ là trụ cột, xương sống cho toàn bộ nền kinh tế Trung Quốc. Tuy nhiên, bản thân họ lại là cái bóng quá lớn cho thế hệ con cái. Phú nhị đại là cái tên mà người ta gọi những cậu ấm cô chiêu trong những gia đình giàu có này. Đây là những đứa trẻ siêu giàu bị ghét bỏ ở Trung Quốc. Cưỡi những chiếc siêu xe thể thao, xe hạng sang đắt đỏ, ở những căn biệt thự hàng triệu tới hàng chục triệu đô, thâu đêm suốt sáng với việc shopping, tiệc tùng, du lịch, thậm chí là sử dụng chất kích thích. Đây không phải là những tỷ phú, triệu phú trẻ tuổi đi lên bằng thực lực. Hầu hết họ là những công tử, tiểu thư xuất thân từ những gia đình doanh nhân giàu có hoặc những nhân vật trong chính phủ Trung Quốc. Điển hình như đại thiếu gia Vương Tư Thông, con trai của tỷ phú Vương Kiện Lâm. Vị thiếu gia này ăn chơi có tiếng cùng nhiều thành tích như đeo đồng hồ Apple Watch cho chó, mời Tiara về biểu diễn sinh nhật. Tổ chức sinh nhật đơn sơ, chi xương xương chỉ 4 tỷ đồng để thuê du thuyền với dàn khách mời đặc biệt. Thấy streamer siêu vòng 1 livestream gợi cảm, tiện tay donate hơn 17 tỷ. Tuyên bố không cần kế nghiệp cha, Vương Tư Thông tự làm để rồi phá sản gánh trên vai khoản thua lỗ hơn 200 triệu đô và còn nhiều thứ nữa mà không đếm xuể. Ở trường hợp khác cách đây không lâu, vụ việc thiếu gia Trung Quốc lái xe quá tốc độ gây nên tai nạn chết người trên đất Hoa Kỳ đã khiến dư luận nước này phẫn nộ một thời gian dài. Cậu ấm 19 tuổi này tên Từ Nghĩa Thuần, một sinh viên Trung Quốc đang theo học tại Hoa Kỳ. Vụ tai nạn cậu gây ra tại Washington, khi cậu sinh viên này lái xe quá tốc độ gây va chạm, dẫn tới một người chết và 4 người bị thương. Ngay sau khi xảy ra tai nạn, cảnh sát yêu cầu anh chàng này xuất trình giấy tờ xe. Tuy nhiên, cậu ta chỉ thản nhiên đưa ra một bằng lái xe Trung Quốc, và tất nhiên là không hợp lệ, mà không có bất kỳ một thái độ hợp tác nào. Khi cảnh sát tiến hành bắt giữ, Từ Nghĩa Thuần chửi thề và có hành vi chống đối người thi hành công vụ. Tuy nhiên sau cùng, cậu ấm này lại bình an vô sự khi mẹ cậu ta sẵn sàng chi ra số tiền 2 triệu đô để bảo lãnh cho con trai của mình. Lý Tranh cũng là một cậu ấm thuộc thế hệ nhà giàu thứ hai ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Cha cậu là một quan chức chính phủ cao cấp, còn mẹ là giám đốc điều hành kinh doanh của một tập đoàn có tài sản lên tới hàng trăm triệu đô. Bên cạnh việc đầu tư cho con trai vào một trường tư ở miền Nam California với giá gần 30-40 nghìn đô một năm học phí, gia đình này sẵn sàng chi hàng triệu đô để mua một căn biệt thự gần trường cho cậu đi học. Tuy nhiên, vào đầu năm 2010, Lý Tranh đã cố ý lái xe trong lúc say rượu và bị phạt 20 ngày lao động công ích. Vậy nhưng khi thi hành án, cậu ấm này lại thản nhiên nói rằng hình phạt này chẳng có nghĩa lý gì cả, cha tôi nói tôi không cần phải lao động gì hết. Và chính vì hành vi kháng án trên, cuối cùng từ 20 ngày lao động công ích, cậu ấm này đã phải lãnh án 15 ngày tù. Mặc dù hình phạt chỉ là hơn chục ngày tạm giam, nhưng mẹ và bà của Lý Tranh đã nhanh chóng bay từ Trung Quốc sang để bảo lãnh cho cậu. Miễn là có thể bảo lãnh cho cháu, tốn bao nhiêu không là vấn đề. Bà của Lý Tranh còn đau khổ nói rằng, ở Trung Quốc, tội danh của cháu chắc chắn không đến mức đi tù. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhắc tới thế hệ phú nhị đại, nói rằng họ cần phải suy ngẫm về nguồn gốc của sự giàu có mà họ đang sở hữu và cư xử như thế nào sau khi đã trở nên giàu có. Có một thống kê cho rằng có khoảng 85% các công ty tư nhân đang hoạt động theo dạng gia đình trị và trong khoảng 5-10 năm nữa, 75% số này sẽ đối mặt với vấn đề thừa kế. Đồng nghĩa, đa số bộ phận cường tráng nhất của nền kinh tế Trung Quốc đang đối diện với thách thức rất lớn. Đơn giản, do phú nhị đại còn đang mắc kẹt trong các vấn đề của họ. Vậy nên, để tìm một lối ra cho tầng lớp phú nhị đại này và hướng đến sự bền vững của gia đình, tế bào của xã hội và nền kinh tế nói chung là vấn đề vô cùng quan trọng. Một vấn đề lớn của phú nhị đại cũng là nguyên nhân để họ vào con đường trụy lạc,
nằm ở dư chấn từ gia đình, xã hội. Một số phú nhị đại nói rằng họ đã bị cha mẹ vì lo làm ăn mà bỏ rơi trong đống tiền và mỗi ngày trôi qua là mỗi ngày nhàm chán, không động lực, không có người chia sẻ, chỉ có mỗi tiền để tiêu xài. Bản thân họ cũng không muốn người khác biết đến với tên gọi con trai ông này, con gái bà kia. Người Trung Quốc không ưa phú nhị đại và họ cũng không cần thiết phải thấu hiểu suy nghĩ của thế hệ giàu có này. Nhưng đối với chính phủ, rõ ràng đó là một vấn đề lớn. Một khi phú nhị đại không mang đến nguồn gốc của sự giàu có, đó chính là mầm mống cho một thời kỳ suy thoái kinh tế, phân biệt giàu nghèo nói chung cũng như suy thoái về thế hệ sau nói riêng. Câu cửa miệng, không ai giàu bà họ sẽ ứng nghiệm với tầng lớp quan trọng này, tầng lớp mà với rất nhiều của cải quốc gia và có tiếng nói tác động lớn đến nền kinh tế đất nước. Nhìn người lại nghĩ đến ta. Nền kinh tế Việt Nam đi sau nền kinh tế Trung Quốc khoảng 20 năm. Kinh tế Trung Quốc đã bước vào giai đoạn tăng trưởng chậm dần, nhưng Việt Nam vẫn còn tăng trưởng kinh tế rất nhanh trong khoảng 10 năm tới. Sau giai đoạn tăng trưởng này, khoảng cách giàu nghèo ngày càng lớn là điều gần như không thể tránh khỏi với bất cứ quốc gia nào. Cũng sẽ có một thế hệ doanh nhân, tinh anh lớn lên cùng nền kinh tế Việt Nam. Vậy làm sao để con cái của chúng ta tránh được vết xe đổ của thế hệ phú nhị đại Trung Quốc? Chúng ta cùng nhìn sang Trung Quốc và xem họ đang hành động gì để cứu tầng lớp phú nhị đại. Một là xây câu lạc bộ tiếp sức cho giới ưu tú Trung Quốc. Mục tiêu của câu lạc bộ này là kết nối các thành viên, nhưng không phải là để ăn chơi trụi lạc, mà là khiến tất cả ý thức hơn, giữ hình ảnh và suy nghĩ về tương lai nhiều hơn. Việc thúc đẩy hình ảnh tích cực này cũng là một cách hình tượng qua tên gọi, với nỗ lực bỏ chữ phu tức là phú để biến thành nhị đại, hoặc truyền đại tức truyền nhị đại, chỉ thế hệ doanh nhân thứ hai. Với những biện pháp thiết thực và cụ thể, câu lạc bộ tiếp sức được thành lập từ năm 2008 này đã hỗ trợ và đưa những nhóm kinh doanh này theo một ý tưởng cao đẹp hơn. Hai là rèn luyện thế hệ tiếp nối sớm cho con tham gia vào việc kinh doanh từ nhỏ. Một nghiên cứu do Trường Đại học Giao thông Thượng Hải đưa ra vào năm 2012 cho thấy có tới 82% các phú nhị đại không muốn kế tục sự nghiệp của cha mẹ. Nguyên nhân một phần đến từ cha mẹ tập trung vào làm ăn mà quên mất việc đào tạo và bồi dưỡng cho thế hệ trẻ từ bé. Trong một cuộc phỏng vấn các bạn phú nhị đại, họ cho rằng họ cảm thấy lạc lõng và cô đơn lúc nhỏ khi bố mẹ bỏ bê, tập trung làm ăn. Đây có lẽ cũng là một nguyên nhân chính khiến cho những đứa trẻ lớn lên ghét bỏ công việc kinh doanh của gia đình. Việc giáo dục và rèn luyện khả năng cho con trẻ từ sớm như gia tộc Rockefeller hay như tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo sẽ giúp trẻ hình thành năng lực tự thân và có trách nhiệm hơn trong vấn đề tài chính. Như vậy, AZFIN đã chia sẻ đến anh chị câu chuyện về phú nhị đại Trung Quốc và các giải pháp mà chính phủ Trung Quốc đang nỗ lực biến đổi tầng lớp phú nhị đại theo một hướng tích cực hơn. Trong khóa học AZ Talent của AZFIN, chúng tôi cũng hướng đến xây dựng một câu lạc bộ cho các bạn học viên sinh hoạt với nhau. Đồng thời, trong giáo trình cũng cần sự đồng hành của bố mẹ cho phép các con tham gia vào những quyết sách hàng ngày của gia đình. Anh chị có thể tham khảo thêm tại website www.tudotaichinhaz.vn. Cảm ơn anh chị và các bạn đã đi cùng AZFIN đến những phút cuối cùng của bài chia sẻ ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ có video mới vào mỗi tối thứ tư và chủ nhật hàng tuần. Hy vọng với những kiến thức thực tế này sẽ giúp anh chị và các bạn, đặc biệt là những anh chị đã có con, rút ra những bài học hữu ích cho bản thân, người thân, đặc biệt là cho thế hệ trẻ trong tương lai. Qua đó giúp tài chính mỗi gia đình trở nên thịnh vượng, Việt Nam của chúng ta trở nên hùng cường.